Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video này. Thì mình là nhân viên bán hàng tại hệ thống Honda Hồng Đức. Địa chỉ cửa hàng của mình là 135 đường Cách Mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mình là Tuấn và số liên hệ trực tiếp với mình là 0942 944 417. Thì chính số phận mình đều có sử dụng Zalo và Facebook luôn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuấn để giải đáp mọi thắc mắc. Thì đến với video này thì Tuấn sẽ xin được giới thiệu với bạn những cái con phiên bản Honda Winner mới nhất. Thì trước mắt bạn đây là con Honda Winner Camo màu đỏ. Với cái phiên bản này hiện tại thì rất được anh em biker mong đợi. Những cái màu sơn kết nối và đang chặt vào nhau thì vô cùng đẹp mắt. Màu sơn này là màu sơn của Honda luôn, không phải là màu sơn đổi các bạn. Thì cái con phiên bản này hiện tại có giá bán bên cửa hàng của Tuấn là 42.490.000 đồng thôi. Thì với cái chi phí đó bạn đã sở hữu được một phiên bản Camo phiên bản vô cùng là đẹp và ấn tượng. Thì với cái màu sơn được trang xen vào nhau vô cùng là tinh tế, như là màu xám, màu đỏ và màu đen kết hợp tạo ra một con xe vô cùng là cứng cáp và mạnh mẽ. Thì với những cái con xe như thế này đây thì nó vừa đẹp mắt cho các bạn mà lại còn được trải nghiệm xe, còn được cái chương trình không lãi suất của Honda. Thì Tuấn có tính sơ cho các bạn về cái con Honda Winner này. Thì cái giá bán hiện tại của mình sau khi hỗ trợ 8.500.000 thì nó còn lại là 42.490.000. Thì Tuấn có tính thử cho các bạn về cái con phiên bản thể thao với giá bán hiện tại sau khi giảm 8.500.000 là 39.490.000 đồng. Mình mua trả góp sẽ được giảm 1.000.000 đồng trên giá xe, thì giá xe chỉ còn lại là 38.490.000 đồng thôi. Thì khi các bạn trả góp chỉ cần trả trước trên Tuấn là 20% thì nó chỉ có vết là 8.490.000 là 8.500.000 đó các bạn. Cho mình dây lại của ngân hàng là 30.000.000, thì mỗi tháng các bạn chỉ cần trả là 2.637.000 thôi. Thì Tuấn có nói luôn, trong cái các bạn có tính thì có sẽ xê xích là khoảng 1.000.000 ngoài. Thì khi mà chúng ta mua những con xe trả góp được góp 12 tháng mà nó không, cái đó là cái bằng cái phí bảo hiểm khoản vay chứ không phải là phí lãi như các bạn. Thì mình mua xe bên công ty chúng ta hỗ trợ 1.000.000 giá xe rồi, thì các bạn chỉ bỏ ra là khoảng 500-600.000 là các bạn mua xe trả góp không lãi mà được 12 tháng không còn như vậy. Thì tại vì có nhiều anh em có những cái thắc mắc cho nên Tuấn trong cái video này Tuấn giải thích luôn cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề trả góp. Thì khi chúng ta mua xe trả góp chỉ cần cung cấp chứng Tuấn là chứng minh nhân dân hoặc là sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân bằng lái xe là Tuấn có thể làm hợp đồng cho tất cả các bạn rồi. Ngoài ra thì hiện tại Honda Đức của Tuấn vẫn đang hỗ trợ là 12.500.000 đồng cho tất cả các dòng xe Honda Winner là trừ 8.500.000 trên giá xe. Chúng ta khi góp sẽ được giảm 1.000.000 đồng, góp và tặng 1.000.000 đồng. Khi chúng ta có xe cũ định đổi xe mới sẽ được giảm thêm 1.000.000 đồng nữa. Và cuối cùng, nếu mà anh chị và các bạn đã từng mua xe ở cửa hàng của Tuấn rồi thì sẽ được tặng một cái voucher trị giá 1.000.000 đồng. Thì tổng tất cả các loại nó chỉ ra được ra 12.500.000, cái ưu đãi cực kỳ là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì ở cửa hàng của Tuấn cũng có những cái màu xe sơn độ màu thì vô cùng đẳng cấp. Nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng thì có thể đến nhắc của Tuấn để lựa chọn cho một con xe mà thích hợp với mình. Kèm theo đó là Tuấn nhắc lại nha, khi mà chúng ta mua xe độ mà chúng ta có tìm hiểu hoặc là tham khảo trên mạng có những cái con màu xe mà mình ưng bụng quá mình muốn đặt theo, thì cứ đem cái hình ảnh mà chiếc xe của các bạn mong muốn đến nhắc Tuấn sẽ làm cho các bạn con xe vừa bụng mình vừa đẹp mắt, chế độ hành lên đến 3 năm nha các bạn. Thì buổi video này thì Tuấn cũng xin chia sẻ đến đây thôi. Nếu mà các bạn có video hay nhớ like chia sẻ với tất cả các bạn nha. Cuối video thì Tuấn xin chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy sức khỏe. Và hôm nay Tuấn xin chào.